đón tất cả những khán giả đã đến với Let's Style là cùng Phong Cách. Các bạn thân mến, trong cuộc sống hiện đại bận rộn ngày hôm nay thì có quá nhiều những áp lực đến từ công việc, từ gia đình, từ cuộc sống cho chị em phụ nữ chúng ta. Nhưng cũng đừng vì thế mà sao nhãng bản thân, quên đi làm đẹp cho chính mình. Hãy đồng hành cùng với chúng tôi trong chủ đề ngày hôm nay, vì đó chính là một chủ đề dành riêng cho phái nữ. Và ngay bây giờ thì sẽ là Let's Face, những gương mặt thời trang và phong cách sống. Chào mọi người, mình là Hồng Hạnh. Hiện nay thì mình đang là người mẫu ảnh và cũng là một startup trong lĩnh vực về kinh doanh thời trang ở Hà Nội. Bắt đầu từ cấp 2 thì mình đã thích thời trang rồi, tuy nhiên thì phải đi học rất là nhiều, mình không có thời gian cũng như không có cơ hội tiếp xúc với thời trang. Thế nên phải cho đến khi trở thành mẫu ảnh, mình mới bắt đầu quan tâm đến phong cách ăn mặc và trau chuốt hơn về vẻ bề ngoài. Bản thân mình thì không có một phong cách thời trang nhất định nào cả. Mỗi ngày mình đều biến hóa phong cách thời trang của mình phù hợp với nơi mà mình sẽ đến. Có những ngày sẽ là năng động, thể thao, thoải mái, tự tin. Còn có những ngày sẽ là một cô gái nhẹ nhàng, dịu dàng và nữ tính. Với mình thì để tạo nên một phong cách thời trang không lẫn bất kỳ ai, đầu tiên thì bạn phải hiểu bản thân mình. Và bạn phải hiểu là bản thân mình muốn gì và phù hợp với những cái gì. Và khi mà khoác một bộ cánh lên mình thì bạn phải cảm thấy thật là tự tin và luôn là chính mình. Nếu mà bạn không tự tin thì bạn sẽ không thể tỏa sáng cùng với trang phục đó. Và khi bạn là chính mình thì là một và duy nhất, thì bạn sẽ không lẫn với bất kỳ ai. Ngày thì mình sẽ mặc rất là thoải mái thôi, hoặc chất đồ đơn giản như là một chiếc chân váy ngắn và một cái áo trắng đơn giản. Còn nếu mà để đi sự kiện thì mình sẽ mặc những cái trang phục thanh thoát hơn, nhẹ nhàng và nữ tính hơn. Các thương hiệu thời trang thì có một vai trò vô cùng quan trọng trong việc dẫn dắt xu hướng thời trang. Tuy nhiên thì so với việc khoác lên mình một cái thương hiệu thời trang, một bộ cánh đắt tiền, thì mình nghĩ là bản thân bạn phải thật là tự tin và phải là phù hợp với trang phục đó. Thế nên là thay vì là lựa chọn những cái thương hiệu nổi tiếng thì bạn nên chọn những cái bộ cánh phù hợp với bản thân mình và luôn tự tin. Đối với mình thì cái xây dựng phong cách thời trang nó là một quá trình, và vào mỗi một thời điểm và mỗi một khoảng độ tuổi nào đấy nhất định thì mình sẽ có một phong cách thời trang khác nhau, chứ không có định hình phong cách thời trang nào cố định cả. Việc trở thành mẫu ảnh khiến cho mình có tiếp xúc với rất nhiều người, trong đó có bao gồm các stylist, những người mà biết phối đồ, make đồ và giúp cho mình được thử qua nhiều rất là phong cách khác nhau. Vì thế là mình đã tìm được phong cách phù hợp với bản thân mình. Lời khuyên của mình dành cho các bạn trẻ đang loay hoay trong phong cách thời trang là chính là các bạn hãy phải hiểu bản thân mình đã, và phải hiểu là nhược điểm của mình là gì, ưu điểm của mình là gì, để chọn những cái trang phục sao cho phù hợp với cơ thể của bản thân mình. Và quan trọng hơn hết là bạn phải tự tin vào chính bản thân bạn. Rất là cảm ơn các bạn đã lắng nghe những chia sẻ nhỏ nhỏ của mình vừa qua. Mình hy vọng là các bạn sẽ luôn tự tin phong cách thời trang của cá nhân mình, luôn xinh đẹp và thật khỏe mạnh.
Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Let's Style, nó cùng phong cách. Thay vì chúng ta phải trải qua hàng loạt những cuộc phẫu thuật để mang lại một vẻ đẹp, thì hiện nay làm đẹp không xâm lấn chính là một phương pháp tối ưu mà các chị em phụ nữ chọn lựa rất nhiều. Vậy như thế nào là làm đẹp không xâm lấn? Và việc làm đẹp không xâm lấn có mang lại hiệu quả đúng như chúng ta mong muốn hay không? Thì hãy cùng trò chuyện với những vị chuyên gia của chúng tôi về chủ đề này. Ngay bây giờ, tôi xin giới thiệu biên tập viên thời trang Tôn Hiểu Anh, người luôn luôn đồng hành cùng với Huyền Quỳnh ạ. Và nhà sáng lập thương hiệu thẩm mỹ Xuân Hương, chị Xuân Hương. Gần đây thì Huyền Quỳnh thấy mọi người hay nhắc tới cụm từ là làm đẹp không xâm lấn. Vậy như thế nào là làm đẹp không xâm lấn ạ? Chắc là nó giống như cái nghĩa đen của nó là mình không phải động đến dao kéo. Chẳng hạn như là đến tầm trung tuổi bắt đầu có những nếp nhăn và người ta không muốn xâm lấn, không muốn phẫu thuật, không muốn động dao kéo và nghỉ dưỡng thì sẽ tìm đến những công nghệ cao và đáp ứng được nhu cầu của tất cả quý khách hàng. Mà tôi thích cái cụm từ mới hơn đấy là làm đẹp theo công nghệ digital, là công nghệ số. Nó là một thứ trào lưu mà gọi là thế giới làm đẹp bây giờ đang rất là ưa chuộng. Và càng công nghệ tiên tiến thì họ càng tránh sử dụng những cái thứ mà phải động gọi là dao kéo đến người, tôi nghĩ vậy. Thay bằng việc là chúng ta phải trải qua những cuộc phẫu thuật này, chúng ta sẽ phải can thiệp sâu, thì làm đẹp không xâm lấn có mang lại hiệu quả đúng như những gì chúng ta mong muốn không ạ? Mỗi thứ nó sẽ có một độ nặng nhẹ khác nhau. Nếu bạn cần nhanh, bạn không muốn kiểu thời gian phải nghỉ dưỡng, bị sưng rồi đau đớn thì bạn có thể chọn một cách gọi là dễ hơn, thì là mình sử dụng những cái công nghệ hiện đại như bây giờ. Thường tôi thấy cụm từ làm đẹp digital này người ta dùng nhiều ở trong việc chăm dưỡng, đúng không chị? Làm gọi là nâng cơ trẻ hóa, thon gọn mặt rồi tàn nhang rồi này nọ thì cực kỳ hiệu quả. Nhưng mà cái câu hỏi lớn nhất là những cái chủ đầu tư họ chịu chi như thế nào để vào cái máy? Thì đương nhiên những cái gì mà tốt thì đi đôi với cả giá thành cao. Giá thành phải cao, đó là điều đương nhiên. Như mọi người cũng biết là khách hàng giờ rất là tinh tế, rất là hiểu biết. Và đương nhiên là khi mà muốn khách hàng trở thành một người khách trung thân thì chúng ta phải cho thấy khách thấy có những kết quả rất là tốt. Thì đúng thật là cũng không phải ai cũng dám bỏ tiền ra đầu tư cái máy đó. Thì cái máy đó thì với giá thành mọi người cũng sẽ tự tìm hiểu nó rất là cao. Cái máy mới nhất đi ạ, hay là đắt nhất là máy như thế nào, có thể kể cho em ạ? Medas Bicosur là cái máy của Mỹ, nhằm mục đích là phục vụ tất cả những khách hàng mà có những cái làn da lão hóa này, có những nốt nám tàn nhang, đồi mồi này, mụn thịt này, teo này, và tràng bẩm sinh, và sẽ làm được cho tất cả những bệnh lý đó thấy kết quả rõ ràng. Tạo như là trước chúng ta sử dụng những cái máy cũ, công nghệ laser cũ, có những người độ khoảng bệnh lý đó khoảng 10 lần thì máy Medas Bicosur thì sẽ rút lại từ 3 đến 5 lần đã làm cho cái kết quả như ta mong muốn. Tức là chúng ta rút ngắn lại cái thời gian mà chúng ta phải trị liệu. Chính xác, vừa rút lại ngắn thời gian trị liệu mà lại vừa không tổn thương khi chúng ta là điều trị. Đó là những cái mà vượt trội của máy Medas Bicosur. Tôi để ý một điều nhé, đấy là rất là nhiều thẩm mỹ viện hiện giờ mở ra như nấm ở Việt Nam, chị công nhận không? Trung bình là mỗi một nơi thì cũng sẽ có một vài dịch vụ gọi là làm đẹp không xâm lấn rồi công nghệ cao. Nhưng mà em để ý thêm một điều nữa, đấy là trong công nghệ làm đẹp của thế giới thì giống như chúng ta dùng điện thoại ấy, nó có mốt, nó có serial, nó cứ update dần. Nhiều khi ở Việt Nam mình mọi người cứ tưởng là ok, chúng ta đang được sử dụng những cái máy hiện đại nhất rồi. Nhưng mà đâu có biết rằng là cứ vài tháng họ lại ra một cái máy mới hơn. Bây giờ đúng là cái thị trường của thẩm mỹ nói chung và tất cả các spa nói riêng thì khách hàng đang bị nhầm lẫn rất là nhiều các công nghệ. Tại vì đâu cũng nói là công nghệ cao, đâu cũng nói là laser. Nhưng bản thân thật sự là đôi khi chúng ta phải kết hợp cái kinh nghiệm của người bác sĩ và kết hợp những cái công nghệ máy hiện đại và cao cấp nhất, an toàn nhất. Có những người ta nói cứ nói đến làm laser là người ta sợ. Người ta sợ là bị cháy da, sợ ảnh hưởng gì. Vì lúc trước là bị rất nhiều người đã bị như thế rồi. Khi mà bây giờ mình làm một cái công nghệ cao về laser thì tôi nghĩ rằng là với khách hàng bây giờ là rất thông minh và sáng suốt để tìm hiểu đến những cái công nghệ mà an toàn cho mình và không phải kiêng kem nhiều và không phải giữ gìn quá kinh khủng như trước nữa. Kỳ diệu quá, hiểu anh ạ. Kỳ diệu, và cần biết nhất bây giờ là người vận hành nó để kể cho chúng ta biết là máy nó sẽ vận hành ra sao. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ người vận hành chiếc máy này và người gọi là tìm hiểu và làm cho bệnh nhân hàng ngày đó. Đấy là bác sĩ Thùy Anh, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng mời bác sĩ Thùy Anh cùng gặp gỡ với buổi trò chuyện này. Bây giờ thì chúng ta đã gặp người vận hành chiếc máy kỳ diệu rồi đấy ạ. Chiếc máy này thì có công dụng như thế nào ạ?
Với cái công nghệ Melab Picosure thì nó có rất là nhiều tác dụng. Tuy nhiên là cái tác dụng đầu tiên thì anh muốn kể tới đấy là điều trị về các vấn đề về sắc tố da, ví dụ như là nám này, tàn nhang này, hay là các loại bớt sắc tố, ví dụ như là bớt ota, bớt ito, một số bớt hori và rất là nhiều bớt cà phê sữa, rất là nhiều loại bớt sắc tố nữa. Thứ hai thì anh muốn kể đến cái công dụng đấy là xóa xăm. Xóa xăm được nữa? Xóa được cả xăm. Đúng rồi, cái máy này thì xóa xăm, không những xóa xăm mà còn xóa được cái màu sắc mà tất cả những cái máy khác không xóa được. Ví dụ như là màu xanh nước biển hay là màu xanh lá cây. Đấy là những màu mà đối với lại các bước sóng khác thì không thể nào xóa được. Và thứ ba đấy chính là trẻ hóa da. Có mất nhiều quá nhiều thời gian như kiểu như là cả một ngày rời để đi làm đẹp không? Hay là với công nghệ này chúng ta chỉ mất một thời gian rất là ngắn thôi? Thì Thúy Anh muốn chia sẻ một chút cho mọi người hiểu hơn về cái công nghệ này. Đối với những cái công nghệ cũ ấy, thì mọi người cần rất là nhiều thời gian này, cũng như là liệu trình thì rất là dài. Máy Picosure ấy, thì nó không chỉ là tác dụng nhiệt như là các cái máy cũ, mà nó sẽ là sử dụng cái quang cơ học. Nghĩa là cái thời gian bán thải nhiệt trên da sẽ rất là thấp. Từ đấy thì da chúng ta sẽ được tăng sinh collagen và elastin rất là tốt, mà lại không bị bong chóc này, hay là ví dụ bị sưng đỏ hay là bị đau thì sẽ không bị những vấn đề đó. Tối ưu nhất về cái thời gian này và hiệu quả thì cũng là cái tốt nhất. Thì công nghệ này đối với tàn nhang thì sẽ như thế nào ạ? Đầu tiên thì chúng ta phải hiểu về những cái bệnh lý về cái sắc tố của da. Thì Thúy Anh muốn giải thích với mọi người, tàn nhang ấy, mọi người hay nghĩ là một cái bệnh mà trên bề mặt của da thôi, nhưng mà thực tế thì tàn nhang nó đã xuống đến lớp trung bì nông của da rồi. Đối với những cái công nghệ cũ sử dụng bước sóng 532 này, hay là có những bác sĩ sử dụng bước sóng 1064 thì chỉ giải quyết được vấn đề trên bề mặt thôi. Công nghệ Melab Picosure ấy ạ, thì nó giải quyết được rất là triệt để, vì cái bước sóng 755 Alexandrite thì nó rất phù hợp đối với lại những cái bệnh lý ở lớp trung bì nông, và chúng ta chỉ cần xử lý một lần thôi đã hiệu quả rất là triệt để rồi. Thôi thì chăm nghe không bằng một thấy ạ. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng theo chân một vị khách hàng để xem rằng công nghệ này có thật sự thần thánh như là những gì mà chúng ta vừa được nghe hay không, quý vị nhé. Ngô Thu Trang, cô gái 22 tuổi hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, sở hữu gương mặt xinh xắn và cân đối, nhưng đã không ít lần Thu Trang thiếu tự tin vì những vết tàn nhang trên khuôn mặt. Được biết, những vết tàn nhang trên gương mặt Thu Trang đã xuất hiện từ nhỏ, càng lớn thì càng có hiện tượng tăng kích thước và lan rộng hơn. Phần lớn, những vết tàn nhang của Ngô Thu Trang tập trung ở vùng mũi và hai má, rất đậm và rõ nét. Để khắc phục tình trạng này, Thu Trang đã lựa chọn phương pháp làm đẹp không xâm lấn, điều trị tàn nhang bằng công nghệ Melab Picosure. Trước khi tiến hành điều trị, Ngô Thu Trang được các bác sĩ thăm khám, tư vấn, tiến hành soi da để hiểu rõ hơn về tình trạng tàn nhang trên gương mặt và lựa chọn cách điều trị phù hợp. Đây là hình ảnh phân tích soi da của Trang nhé. Cái phần hình ảnh bên này là hình ảnh ánh sáng thông thường này. Còn đây là những cái ánh sáng phân tích sâu để mình thấy được những cái phần sắc tố động ở sâu bên trong da ấy. Thì hiện tại đối với cái tình trạng da của Trang thì cái phần tàn nhang là cái phần chủ yếu nhất. Nó khá là rõ rệt và khá là nhiều. Vùng đặc trị của mình bây giờ sẽ là cái vùng khuôn mặt giữa này, vùng có hai má rồi là phần mũi. Thì là cái diện tích tàn nhang nó to, nó rõ và đang có dấu hiệu lan rộng của mình. Sau khi phân tích về tình trạng tàn nhang trên gương mặt Ngô Thu Trang, các bác sĩ tiến hành vệ sinh vùng da cần điều trị. Bước tiếp theo, bôi tê và tiến hành điều trị tàn nhang bằng công nghệ Melab Picosure. Melab Picosure là công nghệ điều trị tàn nhang, sử dụng ánh sáng laser xung cực ngắn. Khi tác động đến vùng sắc tố, sẽ tạo ra tác động quang cơ mạnh mẽ, tạo hiệu ứng sóng nén, giúp phân hủy sắc tố melanin thành những mảnh cực nhỏ. Từ đó, cơ thể dễ dàng hấp thụ và đào thải ra ngoài, đem lại hiệu quả nhanh chóng, giảm thiểu tối đa tổn thương đến các vùng mô xung quanh. Cuối cùng, thoa dưỡng chất sau quá trình điều trị. Sau quá trình trải nghiệm, những vết tàn nhang trên gương mặt Ngô Thu Trang đã giảm đến 99% sắc tố chỉ sau một liệu trình. Ngoài ra, điều trị tàn nhang bằng công nghệ Melab Picosure còn giúp Ngô Thu Trang tái tạo, tăng sinh collagen, trẻ hóa da hiệu quả. Đặc biệt, không xâm lấn, đau rát, thương tổn đến các vùng xung quanh.
Xin chào Thu Trang. Cảm giác của bạn bây giờ khi mà đã hết sạch tàn nhang rồi như thế nào? Em cảm thấy rất là hài lòng và rất là tự tin ạ. Bạn đã chung sống với cả những nốt tàn nhang này bao nhiêu lâu rồi? Em đã chung sống với những nốt tàn nhang này phải mười mấy năm rồi. Và em cảm thấy rất là mất tự tin khi mà mình giao tiếp ý. Mỗi khi ra đường phải make up rất là kỹ để che những khuyết điểm của mình. Nên là em đã quyết định là điều trị cái tàn nhang này của mình. Vậy thì trong quá trình đó Thu Trang có cảm thấy bị đau không? Khi mà làm ấy, thì em cũng sợ là sẽ đau gì đó. Nhưng mà các bạn ở đây làm rất là cẩn thận, đã ủng tê mình ấy. Nên là hoàn toàn không thấy đau đớn gì cả. Em cảm thấy rất là hài lòng với những kết quả này, đã hết sạch tàn nhang. Những cái nốt tàn nhang này đã mất đi thì Huyền Quỳnh có cảm nhận rồi, nhưng mà có khi nào sẽ quay trở lại nữa không ạ chị? Đối với lại cái tàn nhang ấy thì nó là một cái sắc tố ở bề mặt. Tuy nhiên là đối với lại một số trường hợp ấy thì nó đã xuống đến cái lớp trung bì nông của da rồi. Thì đối với cái việc điều trị nó ấy, thì mình ức chế trong một giai đoạn, và có thể khi mà chúng ta chống nắng không có kỹ thì cái melanin đó nó có thể lại nổi lên trên mặt da nếu như chúng ta không biết cách chăm sóc sau khi mà điều trị rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ phải giữ gìn và kiêng khen như thế nào? Thực ra thì với cái công nghệ Melapicusur thì nó đã ức chế cái chân của tàn nhang rồi. Tuy nhiên là chúng ta vẫn cần phải dùng những cái kem tái tạo da này, hoặc là chúng ta chống nắng, và cái chống nắng là quan trọng nhất. Thì anh nghĩ là đối với mỗi một cái làn da ấy, khi mà chúng ta không có vấn đề về sắc tố thì chúng ta cũng nên dùng kem chống nắng rồi. Nữa là khi chúng ta điều trị xong một cái tàn nhang thì chúng ta chỉ cần đơn giản là dùng chống nắng tốt, như thế là đã có thể duy trì cái kết quả đấy rất là lâu dài rồi. Tại sao những người bị tàn nhang thì lại nên trải nghiệm dịch vụ Melapicusur? Đối với lại cái tàn nhang ấy là một cái bệnh lý sắc tố ở bề mặt da thì có rất là nhiều những cái phương pháp để điều trị. Tuy nhiên là những cái phương pháp cũ thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến bề mặt của da là đầu tiên. Thứ hai là cái thời gian nghỉ phải lâu hơn. Và thứ ba là nó có thể là gây bong da. Thì đối với lại cái công nghệ Melapicusur nó sẽ... Đầu tiên là nó không có ảnh hưởng đến cái bề mặt da như những cái công nghệ cũ. Và thứ hai là nó chỉ điều trị duy nhất một lần thôi. Thì chúng ta sẽ tiết kiệm được rất là nhiều thời gian cũng như tiền bạc và công sức nữa, phải không nào? Vâng, và xin cảm ơn bác sĩ Thùy Anh, cảm ơn Thu Trang bạn đã tham gia cùng với chương trình. Và hy vọng thông qua chương trình ngày hôm nay thì các bạn đã có thêm rất nhiều những thông tin bổ ích về làm đẹp, đặc biệt là dành cho những bạn gái đang bị tàn nhang, phải không nào? Và những phút cuối của chương trình thì chúng ta sẽ cùng dịch chuyển với Let's Go. Nào cùng dịch chuyển. Hà Nội không chỉ say đắm lòng người bằng tiết trời se lạnh, mà sẽ trở nên đặc biệt hơn khi cùng nhau thưởng thức những món ăn vặt hay đồ uống độc đáo. Let's Go hôm nay sẽ đưa các bạn đến với món ngon Vân Nhi ở địa chỉ 2A Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm. Gây ấn tượng bởi không gian ngọt ngào, dễ thương, khá thích hợp cho những cặp đôi hẹn hò hay những người muốn tìm một nơi yên tĩnh để ngồi lâu. Nếu đang tìm một địa điểm đẹp để chụp hình, check-in thì nơi đây sẽ không khiến bạn phải thất vọng. Không gian chỉ là ấn tượng ban đầu, các món chè ở đây đều có một sự kỳ công riêng mà cô chủ trẻ Vân Nhi dày công nghiên cứu, sáng tạo và tự chế biến. Vị chè ngọt nhẹ nhẹ, hoàn toàn từ các loại hoa quả và sữa nên không tạo cảm giác ngán khi ăn. Khéo có món chè nào lại hợp với tiết trời se lạnh của Hà Nội như chè xoài. Cái vị chua ngọt thơm và rất mát khiến bạn vô cùng dễ chịu. Đơn giản hơn, nếu bạn thích hương vị dịu dàng và lạ miệng thì hãy thưởng thức chè Thái, chè bưởi, chè sầu riêng, chè dừa với sự kết hợp khác nhau. Chưa kể các loại caramel, sữa chua cũng như các loại đồ uống thơm ngon và hấp dẫn như thế này cũng là một gợi ý không tồi chút nào. Bản thân là một người rất thích và đam mê món chè. Mình cũng đã phát triển chè Vân Nhi được 5 năm rồi. Và nguyên liệu thì bên mình nhập trong ngày và rất đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhưng mà mình rất là thường xuyên cùng bạn bè đến đây để ăn chè ở đây. Không gian quán rất là kiểu là thoáng, sạch sẽ này, mà đẹp nữa. Các khán giả của Let's Style thì sao? Ngoài kia đường tắc và khá là bụi bặm,
sao phải bon chen, trong khi ở đây lại có một chỗ ngồi xinh xẻo mát mẻ, chè ngon giá rẻ, chưa kể view đẹp tha hồ ngắm cảnh như thế này. Chúc các bạn có những khoảnh khắc tuyệt vời khi tới đây.